Tiên tri chỉ rõ tháng 10 năm 2023 âm lịch tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, có các tinh chiếu mệnh, vượt mọi khổ ải, đổi đời giàu có trong gang tấc. Hoan hỷ chào đón quý vị thân thương đã trở lại, đồng hành cùng Đại Phú Quý ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ai sinh ra trên cuộc đời này cũng đều mong muốn mình có một cuộc sống đầy đủ, sống tốt và tốt đẹp. Chẳng ai muốn mình phải làm lũ khổ cực, khó khăn hết. Nhưng mỗi chúng ta đều không được lựa chọn nơi mình sinh ra, mà chỉ có thể lựa chọn con đường tương lai mình đang hướng đến bằng chính nghị lực, khả năng và vốn kiến thức mà tích lũy được trong cuộc đời mình. Trong chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, 30 tập chương trình kênh Đại Phú Quý muốn chia sẻ với quý vị về tử vi người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 trong tháng 10 âm lịch của năm Quý Mão năm 2023. Trong tháng 10 tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho, ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp, con giáp này cũng có gặp phải những khó khăn và trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào? Và để nắm rõ được vận trình của mình như thế nào, thì xin mời quý cô bác cùng theo dõi video ngày hôm nay để cùng chiêm nghiệm. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Tiền tri chỉ rõ tháng 10 năm 2023 âm lịch tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, có các tinh chiếu mệnh, vượt mọi khổ ải, đổi đời giàu có trong gang tấc. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Xem tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch, chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, vận trình tháng mới của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 khá bất ổn, thăng trầm bất định. Mặc dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và chí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường, nhưng khó tránh khỏi vận nguyệt lệnh chơi xấu. Công việc tháng này gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa. Sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung. Hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép. Về tài lộc, hồng tinh xuất hiện khiến tài chính ảm đạm, có dấu hiệu tổn hao nặng nề. Thậm chí, bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống, khiến tiền của thất thoát, tiền mất tật mang. Tài khí sa sút nên bạn tốt nhất chớ nên tham gia vào các hoạt động đầu tư, kẻo tiêu tán tài sản. Cụ thể về phương diện tài lộc, theo dõi tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch về mặt tài lộc, công việc bất ổn nên tài lộc của bản mệnh tiêu hao cũng là chuyện dễ hiểu. Nhìn chung, vận trình tài lộc của người tuổi Bính Thìn thời gian này không được tốt cho lắm, rơi vào cảnh thu nhiều hơn chi. Do tác động của nguyệt lệnh lâm suy, lại thêm hung tinh kiếp tài, tài chính ảm đạm, có dấu hiệu tổn hao nặng nề. Tháng này không thích hợp để đầu tư lớn vì rất dễ thua lỗ, cần đề phòng cảnh giác, tránh thất bại do lơ là và mất tập trung. Thậm chí, bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống, khiến tiền của thất thoát, tiền mất tật mang. Trong quá trình làm ăn, kinh doanh hoặc gặp gỡ đối tác, vì suy nghĩ cố hữu hạn hẹp, tầm nhìn ngắn nên các hợp đồng có được đều mang tính thời vụ, chưa nhiều bứt phá. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của bạn. Nhìn chung tháng này, tuổi Bính Thìn khó mà tìm được cơ hội trong các dự án đầu tư, buôn bán bất động sản, cổ phiếu hay hạng mục công việc đang theo đuổi. Vì thế hãy dành thời gian để quan sát, tích lũy kiến thức kinh nghiệm hơn là vội vàng tiến hành để hạn chế rủi ro về tài chính. Người làm kinh doanh cần đề phòng bị đối thủ cạnh tranh hãm hại, cướp mất tiền của, nguồn hàng và nguồn khách. Dân văn phòng chú ý các điều khoản hợp đồng, bút ra gà chết, tiền bạc không phải trò đùa, đến lúc có chuyện lại phải lấy tiền túi ra bù. Về sự nghiệp, tử vi tháng nhận thấy đây có thể coi là một tháng khá nhiều thách thức và cả áp lực đối với người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Khi vận trình của bạn lao đao bất ổn, nhiều thăng trầm bất định, công việc trong tháng 10 năm 2023 âm lịch này không được lý tưởng như mong muốn của bản mệnh do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy. Ở thời điểm mọi thứ khá bấp bênh như vậy, đòi hỏi những chú rồng phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió.
dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và chí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán kiên cường, nhưng khó tránh khỏi vận nguyệt lệnh chơi xấu. Kế hoạch đặt ra đi chệch hướng, kết quả vượt ra ngoài sự tính của bạn. Tháng này, điềm báo tử vi còn cho thấy nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ vì vài nguyên nhân nhỏ nhặt mà trở nên bất hòa. Sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung. Hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng sự. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng các quy trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép, bởi sự phá cách không phù hợp vào giai đoạn bất ổn này. Hai cát tinh là tử vi và giải thần sẽ hỗ trợ cho bạn tinh thần vững vàng, quyết tâm cao độ để vượt qua mọi sóng gió, để nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Chắc chắn, khi đã trải qua nghịch cảnh, bạn sẽ càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn, hành trang kinh nghiệm lại càng nặng thêm. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp cho thấy sức khỏe của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong tháng này giảm sút khá nhiều. Bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, uể oải, làm việc khó tập trung, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, có thể bị sụt cân. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén ở trong lòng với người bạn tin tưởng để sớm được giải tỏa tâm lý. Đặc biệt, cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng thời gian làm việc và ngủ nghỉ, hạn chế thức khuya làm việc, rất hại sức khỏe thì các triệu chứng khó chịu sẽ sớm biến mất. Về tình duyên, bước sang tháng Tân Hợi, chuyện tình cảm của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 không hề dễ dàng, khiến con giáp này phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xử lý. Có lẽ công việc đã chiếm hết tâm trí của bạn, lại thêm nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản mệnh. Chỉ một chút mâu thuẫn cũng khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt. Các cặp vợ chồng thường xuyên xung đột, nổi giận, cãi vã liên miên, làm mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng tâm lý. Nếu bản mệnh không bình tĩnh và tình yêu không đủ sâu đậm, thì e rằng đổ vỡ là điều khó tránh. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần trong tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Thìn. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 10 âm lịch. Tuần đầu tháng, sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn có những tác động tốt xấu đan xen. Đầu tuần, dưới tác động của kiếp tài và tỷ kiên, bạn cần hạn chế các tính độc đoán, thích làm theo ý muốn cá nhân của mình để mọi việc trôi qua suôn sẻ hơn. Cuối tuần là lúc bạn cần khẳng định điểm mạnh của mình cho cấp trên và đồng nghiệp thấy. Chuyện làm ăn không có nhiều biến động trong tuần này do những ảnh hưởng khách quan hoặc chủ quan. Bạn chưa thể bắt tay vào guồng quay như khoảng thời gian trước đó. Cuối tuần, một vài người có cơ hội phát tài nhờ vận may dưới sự tác động của thiên tài. Thái tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch, dịch mã động tinh xuất hiện trong tử vi tuần mới của người tuổi Bính Thìn, báo hiệu một tuần với nhiều biến động với con giáp này. Đây có thể là khoảng thời gian bận rộn, đầu tắt mặt tối với con giáp này. Bản mệnh dành hầu hết thời gian cho công việc, dồn sức để hoàn thiện mọi thứ mà vẫn có cảm giác thời gian không đủ. Đầu tuần là thời điểm thích hợp nhất để tiến hành những việc quan trọng khi có thiên ấn trợ mệnh. Cát tinh này mang tới sự sáng tạo để bản mệnh có nhiều cơ hội chứng tỏ năng lực của bản thân mình. Giữa lúc chồng chất khó khăn trở ngại mà con giáp này vẫn dễ dàng chuyển mình đổi vận, đó mới là điều đáng khen ngợi. Tài lộc trong tuần không phải không có, song bản mệnh đừng quá sốt ruột, bởi tài lộc đến chủ yếu vào thời điểm cuối tuần. Chính tài và thực thần cho thấy con giáp này sẽ có được khoản thu khá vững vàng đến từ công việc chính của mình đó. Đầu tư cũng khá lý tưởng, mang về khoản lợi nhuận đáng kể. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10 âm lịch, vận trình sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn có hung cát đan xen. Đầu tuần, bạn có thể nhận được sự tin tưởng hoặc đánh giá cao của cấp trên. Song sau đó, bạn có thể có những lời nói, hành động không thích hợp, gây ấn tượng xấu cho mọi người. Thương quan và kiếp tài cảnh báo, bạn cần phải cẩn thận trong mọi việc. Tuy nhiên, tuần này, những người làm ăn kinh doanh hoặc hành nghề tự do có thể kiếm được một khoản tiền công
hoặc lợi nhuận khá khá. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư hoặc khách hàng có tiềm năng. May mắn hơn, thiên tài cho thấy bạn còn có khả năng phát tài nhờ vào vận may. Đáng tiếc, trên phương diện chi tiêu, đại hào lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm tới đồng lương của mình. Bạn không nên phung tiền để bằng được người này, người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Bính Thìn có một tuần cuối tháng khá thuận lợi. Đầu tuần, những người bắt đầu quay trở lại làm việc, không gặp phải nhiều khó khăn. Thậm chí, chính ấn và thiên ấn soi chiếu còn giúp bạn lập tức tìm được cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân. Phương diện tài lộc của bản mệnh chủ yếu khởi sắc vào thời điểm cuối tuần, khi mà tất cả mọi người đều đã tìm lại nhịp độ sống thường ngày. Người làm ăn kinh doanh có thể tiếp tục gặt hái được lợi nhuận thông qua các mối hợp tác, làm ăn, khách hàng quen thuộc. Giao dịch mã chiếu mệnh khuyên bản mệnh lúc nào cũng nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu, thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình. Cẩm nang vượng vận trong tháng 10 âm lịch tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Khẩu quyết, hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì. Quý nhân là tuổi Mùi và tuổi Tý, tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu xanh nước biển và màu trắng. Còn số may mắn là số 11, số 46, số 78 và số 92. Tiếp sau đây là tháng sinh may mắn nhất của người tuổi Bính Thìn trong tháng 10 âm lịch. Thứ nhất, người tuổi Bính Thìn sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ. Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng này, sự nghiệp hanh thông, có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở vô cùng, phúc lộc vô chừng, không phú quý thì hiển vinh. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng 8 âm trong năm, trời sinh có phúc tướng, cuộc đời hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì nhiều, được gia đình trợ giúp rất nhiều. Thiên tư đĩnh ngộ, bản mệnh có tài có trí, phẩm chất cao sang, là người thẳng thắn và khiêm nhường. Từ năm 2023 trở đi, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sinh tháng 8 âm được quý nhân phò trợ, bạn bè nâng đỡ nên dễ thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn, cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và thông cảm, hỗ trợ nhiều cho phát triển sự nghiệp, con cháu hiếu thuận chăm ngoan. Thứ hai, vận mệnh người tuổi Bính Thìn sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người tuổi Bính Thìn sinh tháng này thông minh lanh lợi, tính cách trung nghĩa thiện lương. Tuy một đời không phải đại phú đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc. Sinh vào tháng này trong năm, người tuổi Bính Thìn tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng. Từ năm 2023 trở đi, họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến tùy theo từng tình huống. Tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình, dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Thứ ba, người tuổi Bính Thìn sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết. Người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng này được hưởng lộc từ tổ tiên, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ cực khó ai bằng, thiếu thốn đủ bề, mưu sự không thuận, cũng không có nhiều tri âm tri kỷ, có chuyện buồn không nơi giải bày, công danh sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu. An ủi duy nhất là sức khỏe tốt, tuy nhiều chuyện xảy ra nhưng cuộc đời được bình an. Xét về mặt gia đạo, người tuổi Bính Thìn sinh tháng 11 âm lịch có thể gặp phải những thử thách và sóng gió trong đời sống gia đình. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường và sự khéo léo trong giữ gìn hòa khí gia đình, họ có thể vượt qua mọi khó khăn và tạo ra một môi trường gia đình ấm cúng hạnh phúc. Ngoài ra, họ cũng cần dành thời gian và tình cảm để nuôi dưỡng con cái, giáo dục và truyền đạt những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ sau này. Quan tâm và yêu thương con cái không chỉ giúp con phát triển tốt mà còn là yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn hòa khí gia đình. Quý vị thân mến, nói về việc sống đẹp thì mỗi người đều có một quan điểm và suy nghĩ khác nhau. Cuộc đời này vốn rất ngắn, chúng ta có cơ hội được gặp nhau,
sống và làm việc cùng nhau, đó là duyên phận. Vậy nên, chúng ta cùng yêu thương, chia sẻ với người bên cạnh mình, sống thật tốt và trọn vẹn với nhau, để sau này chúng ta không phải hối hận vì tháng năm bên nhau. Con người đâu phải bất tử cùng thời gian, tại sao không yêu thương nhau mà sống, sao cứ phải ganh ghét, thù hằn làm gì cho mệt. Mọi người đều sống đẹp, đều yêu thương nhau thật lòng, thì cuộc sống thật hạnh phúc. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 10 năm 2023 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình. Từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Quý vị cũng nhớ đăng ký kênh Đại Phú Quý để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.